Xin mời cộng đoàn nghe tiểu sử thánh. Hôm nay ngày 2 tháng 5, Thánh Athanasio, giám mục tiến sĩ hội thánh. Athanasio là một giáo phụ nổi tiếng ở thời cổ, sinh năm 295 tại Alexandria, nước Ai Cập. Năm 325, Ngài tham dự công đồng chung Nicaea với chức phó tế. Ngài là người cương quyết chống lại bè rối Ario, bảo vệ thiên tính của Đức Giêsu, như công đồng chung xác định, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha. Năm 328, Ngài lên chức giám mục tại Alexandria. Đây là thành phố đông nghẹt người theo bè rối Ario, nên Ngài trở thành đích cho người ta chống đối. Thế nên, trong 45 năm làm giám mục, Ngài đã phải chạy trốn khỏi thành phố nhiều lần và bị đi đày tất cả là 17 năm, 2 năm ở Tria, nước Đức, 7 năm ở Roma. Những năm tháng khác phải trốn chui, trốn nhủi ở các hang hốc mồ mả trong hoang mạc Ai Cập. Mãi cho đến khi Hoàng đế Valens qua đời năm 378, nghĩa là sau Thánh Athanasio 5 năm, bè rối Ario mới bị tiêu diệt trên toàn đế quốc. Nhiều tác phẩm của Ngài được viết để giải thích và bảo vệ đức tin chân chính. Thánh Athanasio cũng đã viết tiểu sử của Thánh Anton Ẩn Tu. Ngài qua đời tại Alexandria vào ngày 2 tháng 5 năm 373. Xin cảm ơn cộng đoàn đã lắng nghe.
Oh.
Gioan chương 15. Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Kitô giáo gắn liền với thánh giá, Kitô hữu suy tôn thánh giá, hôn kính thánh giá. Thánh giá không chỉ có mặt trong nhà thờ hay trên các đồ thánh, mà còn đi suốt hành trình cuộc đời của một tín hữu, từ giếng nước rửa tội đến khi ra nghĩa trang. Thánh giá nhắc cho ta về một cái chết khủng khiếp và bi đát. Nhưng đời Kitô hữu lại không bao giờ là cuộc đời buồn. Ngược lại, niềm vui tươi tắn là nét đặc trưng của Kitô giáo. Trước khi bước vào cái chết, Đức Giê-xu đã nói về niềm vui của mình. Thầy đã nói với anh em những điều ấy để niềm vui của thầy ở trong anh em và để niềm vui của anh em được trọn vẹn. Trong Tin Mừng Gioan, ba lần thầy Giê-xu nói đến niềm vui trọn vẹn. Còn nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng niềm vui trọn vẹn của con. Thầy Giê-xu còn thúc giục các môn đệ: hãy xin Cha nhân danh thầy, cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Rõ ràng thầy Giê-xu quan tâm đến niềm vui nơi tâm hồn người môn đệ. Niềm vui của họ bắt nguồn từ niềm vui sâu kín trong lòng thầy. Thầy Giê-xu tặng cho họ niềm vui của chính mình, và Ngài muốn niềm vui đó phải được trọn vẹn ngay từ đời này, bất chấp mối đe dọa, bách hại, hiểm nguy, thống khổ. Nỗi buồn và khóc than của thập giá rồi sẽ đến, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Thầy Giê-xu là người có niềm vui trong tâm hồn, vì thầy luôn ở lại trong tình yêu của Chúa Cha đấng sai thầy. Để được ở lại trong hạnh phúc của tình yêu ấy, thầy đã một mực tuân giữ các lệnh truyền của Cha. Thầy Giê-xu cũng mong các môn đệ giữ các lệnh truyền của thầy, để họ được ở lại trong tình yêu của thầy, vì lệnh truyền của thầy Giê-xu là lệnh truyền thầy nhận từ Cha, nên ai giữ lệnh thầy truyền cũng được hạnh phúc ở lại trong tình yêu của Cha và con.
con người hôm nay khao khát một niềm vui trọn vẹn, và con người tưởng mình có thể tìm được bằng việc thỏa mãn những đòi hỏi ích kỷ của mình. Nhưng tiếc thay, khoái lạc vô độ chỉ đem lại sự buồn chán và nô lệ. Chỉ tình yêu biết trao đi mới đem lại niềm vui chân thực và lâu bền. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy Giê-xu, hãy tuân giữ các lệnh truyền của Thầy. Lệnh truyền lớn nhất là yêu thương như Thầy đã yêu. Rồi chúng ta sẽ nếm được thứ niềm vui khôn tả của Thiên Quốc ngay trong cuộc sống đầy nước mắt ở đời này. Lạy Chúa Giê-xu, các sách tin mừng chẳng khi nào nói Chúa cười, nhưng chúng con tin Chúa vẫn cười khi thấy các trẻ em quấn quýt bên Chúa. Chúa vẫn cười khi hồn nhiên ăn uống với các tội nhân. Chúa đã cố giấu nụ cười trước hai môn đệ em mau khi Chúa giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nụ cười của Chúa đi đôi với tin mừng Chúa giảng. Nụ cười ấy hòa với niềm vui của người được lành bệnh. Lạy Chúa Giê-xu, có những niềm vui Chúa muốn trao cho chúng con hôm nay, có sự bình an sâu lắng Chúa muốn để lại. Xin dạy chúng con biết tươi cười cả khi cuộc đời chẳng mỉm cười với chúng con. Xin cho chúng con biết mến yêu cuộc sống dù không phải tất cả đều màu hồng. Chúng con luôn có lý do để lo âu và chán nản, nhưng xin đừng để nụ cười tắt trên môi chúng con. Ước gì chúng con cảm thấy hạnh phúc vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương và được sai đi thông truyền tình thương ấy.